Xin chào mọi người đã quay trở lại với Nghe Nhìn Audio. Mình là Đinh Phúc và ngày hôm nay mình đang có mặt trong một không gian rất là lạ, không phải là test lab của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam như những video trước, mà mình đang ở trong một không gian và mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mà nó rất là phù hợp với cái không gian này. Đó là một cặp loa đến từ thương hiệu Clips. Thì Clips là một thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng từ Mỹ và đã có một cái bề dày lịch sử rất là lâu đời, đến cả 70 năm kinh nghiệm. Và sau 6 lần chỉnh sửa và hoàn thiện thì hiện nay Clips là một trong những thương hiệu có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trên toàn thế giới. Thì như mọi người để ý rằng khi nhà chúng ta có một chiếc tivi như thế này thì chúng ta sẽ thường sử dụng những cái dàn sau 3 đi chung để phục vụ cho nhu cầu giải trí, ví dụ như xem tivi, nghe nhạc hay là xem phim. Tuy nhiên thì sau 3 chúng ta chỉ nghe được có một kênh thôi, và cái sức tái tạo một cái sân khấu âm thanh nó lại không có đủ rộng bằng một cặp loa được. Và vì thế Clips The Fine là một trong những cặp loa sáng giá nhất trên thị trường hiện tại và có thể được xem là một sau 3 killer. Tại vì cái sân khấu âm thanh mà Clips The Fine mang lại nó khác biệt rõ ràng so với sau 3. Và đặc biệt là khi các bạn nghe một cái âm thanh mà gồm có hai kênh rõ ràng stereo á, thì nó mang lại chúng ta một cái độ cảm nhận rất là chân thực về âm thanh. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn về Clips The Fine để xem là cặp loa này có những gì đặc biệt hơn nha. Ok, thì đầu tiên chúng ta nhìn tổng thể thiết kế bên ngoài của Clips The Fine thì đây là một đôi loa có một cái đường nét rất là cổ điển. Và ngay từ cái lớp thổ vỏ thùng loa bên ngoài, một cái lớp vẹn niêm như vậy, khi mà mình sờ vào mình cảm thấy có một cái độ nhám rất là đã tay, một cái độ hoàn thiện rất là tốt các bạn. Và một cái điểm đặc biệt khi mà mình nhận thấy ở Clips The Fine so với lại những cái mẫu loa trước, và đặc biệt là những cái mẫu loa Clips đời trước luôn, đó chính là thông thường đối với những cặp loa mà kết nối không dây hiện đại bây giờ thì họ sử dụng những cái loại nút bấm hoặc là những cái loại nút cảm ứng. Tuy nhiên là Clips muốn mang cái xu hướng cổ điển nó quay trở lại, và họ đã tạo ra một cái bảng điều khiển gồm hai cái nút bánh lăng như thế này và một cái khay kim loại để giữ hai cái nút bánh lăng như thế này. Nhìn rất là cổ điển và trông nó giống như những cái đồ mà analog hồi xưa á, khi mà chúng ta sử dụng những cái nút vặn, cái nút. Và toàn bộ cái khay kim loại này luôn là được CNC đúc từ một cái khối nhôm nguyên khối, và Clips là bỏ vào trong đây. Cái độ hoàn thiện nó rất đã các bạn. Và phía trên đây chúng ta sẽ có một cái logo Clips The Fine ở đây. Kế bên chúng ta sẽ có nút đèn hiển thị của các cổng đầu vào như là TV, cổng Bluetooth, cổng Optical, USB, Analog và có một cổng Phono Preamp. Này chúng ta sẽ lăn bánh xe để tùy chỉnh là chọn cái cổng input vào như thế nào. Và phía dưới đây là chúng ta có cái nút âm lượng. Và một cái điều đặc biệt mà mình cảm thấy cái nút âm lượng này nó rất là hay, đó chính là khi mà chúng ta vặn âm lượng đi lên thì các bạn sẽ để ý cái dải đèn ở phía bên trái này nó sẽ sáng lên từ từ từ, ứng với lại cái mức âm lượng khi chúng ta tăng lên từ từ. Và nếu như chúng ta giảm mức âm lượng xuống thì đèn nó cũng sẽ từ từ nó liệm dần đi và nó tắt dần. Đấy, rất là hay. Đến với thiết kế mặt trước của Clips The Fine thì ở đây chúng ta sẽ có một loa Twitter LTS màn Dom Titan với đường kính là 1 inch và kết hợp với lại cái họng kèn Tractrix Horn ở đây. Thì nếu như các bạn để ý đối với những sản phẩm của Clips thì chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế này giống như mình, là khi mình nhìn vào bất kỳ một cặp loa nào mình thấy có cái họng kè cái kiểu như thế này là mình biết đây là đồ của Clips, rất là đặc trưng. Khi mà Twitter kết hợp với lại họng kèn Tractrix Horn này thì nó sẽ mang đến một cái ưu điểm rất là lớn cho cặp loa, đó chính là cái việc tăng cái độ mở âm, một cái độ tiến tính, độ động, và đặc biệt hơn nữa là chống cái hiện tượng như là phản xạ dội âm trong cái môi trường phòng nghe của chúng ta. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đi đến củ loa woofer có đường kính là 4.5 inch, làm từ màng ceramic metallic. Và ưu điểm của cái màng ceramic metallic đó chính là tránh cái việc tích tụ năng lượng trên bề mặt, giúp tái tạo độ động tốt hơn cho cái dải trầm của loa. Nói về cái dải trầm của Clips The Fine thì Clips The Fine có thể tái tạo một cái dải trầm có xuống được đến mức là 50 Hz trong cái dải tần đáp tuyến từ 50 Hz cho đến 25.000 Hz. Đây thực sự phải nói là một cái dải trầm quá ấn tượng so với là một cái đôi loa có một cái thiết kế nhỏ gọn như thế này. Đó là mình chưa kể đến những cái bo nguồn, những cái mạch giải mã và những cái mô đun khuếch đại nằm ở bên trong loa. Đây, cái điều mà như nãy là mình nói rất là rõ là cái đầu dây này nó được thể hiện rất là rõ. Và cái phần đầu dây này gồm có 4 chân và 4 đường tín hiệu rõ rệt khác nhau. Đối với những cặp loa khác trên thị trường thì chúng ta chỉ có 2 đường tín hiệu thôi.
và hai đường tín hiệu đó nó sẽ tải cho bên loa trái và loa phải riêng. Tuy nhiên đối với clip profile thì chúng ta có bốn đường tín hiệu rõ ràng, và bốn đường tín hiệu đó thì nó sẽ tải riêng cho bên trái là gồm có loa woofer với module công suất là 60W và loa tweeter là module công suất là 20W, và mỗi bên đều như vậy hết. Đối với một số những hãng âm thanh trên thị trường thì họ có những cặp loa mà khi mà các bạn để ý là cái loa chính lúc nào nó cũng sẽ nằm ở bên trái để nó phát đúng cái tín hiệu của bên trái, và cái bên phải thì nó sẽ là loa phụ. Tuy nhiên đối với clip DeFi thì chúng ta có một cái nút để chuyển đổi cái việc loa chính nó sẽ nằm ở bên trái hoặc bên phải tùy vào cái setup dây của chúng ta trong môi trường nghe như thế nào. Đối với cái môi trường nghe này á, thì mình đã setup loa chính, đó chính là nằm ở bên phải. Đây, ở đây, đây. Thì cái nút đó nó sẽ nằm ở phía đằng sau của loa, và chúng ta chỉ việc lấy tay chúng ta gạt qua bên nào mà chúng ta muốn thôi. Ví dụ bên trái chúng ta sẽ gạt bên trái, còn bên phải thì chúng ta sẽ gạt bên phải. Và trong cái cấu hình setup của mình với clip DeFi thì mình chọn loa chủ nằm ở bên phải, bởi vì nguồn điện kết nối của mình nằm ở bên phải và cái mâm đĩa thang của mình cũng đặt ở bên phải luôn. Như mọi người thấy nó rất là tiện lợi, mình không phải đi dây quá dài, mình nối từ bên trái nối qua mà mình có thể gắn trực tiếp tại đây luôn. Thì như hồi đầu Phúc có nói với mọi người là clip DeFi có khả năng thay thế cho những dàn sao 3 trên thị trường hiện nay. Nếu có những người nào mà chúng ta đang có nhu cầu mua sao 3 hoặc là muốn nâng cấp từ sao 3 lên một dàn âm thanh có cái sân khấu âm thanh nó tốt hơn thì chúng ta có thể lựa chọn clip DeFi là một cái đích đến. Thì ngoài cái việc tái tạo một cái sân khấu âm thanh rất là rộng, rất là chất lượng như vậy, thì clip DeFi còn là một đôi loa all in one với đầy đủ tất cả những cái cổng vào, gồm có USB nè, analog nè, AUX nè, phono preamp cũng có luôn, và đặc biệt nhất đó chính là kết nối với TV qua cổng HDMI ARC. Qua chiếc TV này các bạn sẽ thấy rằng chúng ta xem phim, coi YouTube hay xem bất kỳ những chương trình truyền hình gì, chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh stereo cực kỳ sống động. Và để biết được âm thanh nó sống động như thế nào, nó chân thực như thế nào, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến về trải nghiệm âm thanh trên clip DeFi qua một video về Andrea Bocelli trên YouTube. Siempre que te pregunto cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Tiếp tới thì chúng ta chỉ việc mở mâm đĩa thang lên thôi. Anh đến thăm em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phố quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng. Và đó là những trải nghiệm về âm thanh của mình trên cặp clip DeFi. Thì cái điều mà mình nhận thấy ngay từ những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nó chính là cái sân khấu âm thanh của clip DeFi tái tạo quá ấn tượng, quá rộng các bạn. Và thêm một cái điều khác biệt nữa giữa clip DeFi với những sao 3 khác, đó chính là cái độ tách bạch chi tiết âm giữa loa trái và loa phải rất là rõ ràng. Đối với những chiếc sao 3 thì khi các bạn nghe nó sẽ đưa ra một cái khối âm rất là to ngay trước mặt mình như thế này, và mình không có nhận thấy cái sự rõ ràng giữa loa trái và bên phải như thế nào.
Riêng đối với Clip The File thì mình nghe rõ ràng là như vậy đó. Và những cái âm thanh khi mà mình nghe trực tiếp trên cái video mình nghe trên YouTube á, vị trí âm như thế nào mình nghe được khá là rõ ràng. Và một cái điểm cuối cùng nữa mà mình muốn nói tới về âm thanh của Clip The File đó chính là cái giải trung và giải cao trên loa là được thể hiện khá tốt về chi tiết cũng như là về độ động. Lý do là bởi vì cái việc cấu tạo cái họng kèn Tractive Horn này ở đây nó mang lại cho Clip một cái màu âm mà nó là rất là đặc trưng của Clip luôn. Thì những bạn nào mà khi mà chúng ta đã chơi những cái loa Clip đó, thì mình sẽ hiểu rõ rằng cái màu âm của giải trung và giải cao của Clip như thế nào đó. Và một điều đặc biệt mà mình nhận thấy ở tiếng bass của Clip The File đó chính là cái sự chắc và sự khỏe của nó. Đó là nhờ vào cái thiết kế bi-am khi mà Clip đã tích hợp hai mono 5D vào trong một thiết kế thùng loa, giúp cho cái tiếng bass nó uy lực hơn, nó mạnh hơn, rõ ràng. Và hơn nữa khi mà chúng ta sẽ up loa gần tường như thế này thì chúng ta sẽ cũng không nghe thấy những cái tiếng ù ồn nữa. Đó chính là nhờ vào cái cổng thoát hơi cũng có cái kiểu thiết kế họng kèn Tractive Horn ở đây Clip. Đấy. Và đó là những trải nghiệm và nhận xét của mình về Clip The File. Với 18,5 triệu đồng các bạn sẽ có được một cặp loa có thiết kế bi-am, có một chất lượng âm thanh cực kỳ tốt, có công nghệ Tractive Horn, có đầy đủ tất cả những cái cổng kết nối hiện nay trên thị trường, và đặc biệt đó chính là cổng HDMI ARC và cổng Phono. Và cái cuối cùng đó chính là các bạn có một cặp loa với một thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng lại mang nét sang trọng và cổ điển, phù hợp với những cái xu hướng thiết kế hiện nay. Mình tin rằng với mức giá như vậy thì Clip The File là một cái lựa chọn mà có thể nói là thay thế được cho Sao 3, cũng như là những bạn hiện nay đang chơi Sao 3 mình có thể nâng cấp lên một cái dàn âm thanh nó chất lượng hơn, nó cao cấp hơn. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ đến với mọi người. Thì mọi người cảm thấy như thế nào có thể bình luận ở phía bên dưới. Và đừng quên là nhấn like, nhấn đăng ký cho Nghe Nhìn Audio để tiếp tục cập nhật những video mới từ tụi mình. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.